Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là sự trở lại của một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta, đó là anh Jimmy Thái. Anh là sáng lập viên cũng là giám đốc điều hành của hội thiện nguyện Build a School Foundation. Trước hết Vân Anh chào anh Thái, chào anh Jimmy Thái. Dạ, kính chào chị Vân Anh và Jimmy Thái cũng xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của đài VNTV. Vâng thưa quý vị, hội Build a School Foundation của chúng ta đã được thành lập 3 năm rồi phải không anh? Dạ vâng. Thưa quý vị, anh Jimmy Thái tập trung vào giúp đỡ cho các trẻ em phải không anh? Đặc biệt là ở Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua, thì ngày hôm nay anh có thể cho quý vị khán giả được biết là thời gian vừa qua chúng ta đã làm được những cái công việc như thế nào và cái kết quả ra sao thưa anh? Dạ, cảm ơn chị Vân Anh. Thì trong thời gian 3 năm rồi chị Vân Anh rất là nhanh, tại vì Jimmy Thái rời VNTV cũng gần 2 năm rồi đó. Thì bây giờ mình đã xây dựng được 43 cái dự án rồi, là trong đó có trường học nè, có cầu nè và có thư viện nữa. Thì đó là giống như chị nói, mình tập trung rất là nhiều vào giáo dục và trẻ em là chuyện chánh. Bên cạnh đó mình cho học bổng, cái trường đại học San Diego State ở đây, và mình còn cho 10 cái học bổng vừa rồi với làm tất cả các em ở sinh viên đại học ở Việt Nam nữa. Đó là tất cả những cái chuyện mình làm, và trong 2019 thì mình nghĩ là mình sẽ đạt được cái con số 45 và mình có thể làm thêm nhiều dự án hơn nữa. Vâng thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì anh Jimmy Thái rất là bận rộn với công việc làm cũng như là đặc biệt là những công việc của hội Build a School Foundation, cho nên anh đã vắng bóng ở VNTV. Ngày hôm nay rất là vui mừng anh đã sắp xếp thời gian để trở lại với chúng ta ngày hôm nay, và xin chúc mừng cho hội Build a School Foundation. Chỉ trong vòng có 3 năm mà anh đã làm được rất là nhiều công việc. Thưa quý vị, Vân Anh được biết là anh đã xây rất là nhiều trường tại Việt Nam, ở những nơi rất là xa xôi, những nơi mà trẻ em rất là cần ngôi trường. Ngày hôm nay chúng ta đã xây được bao nhiêu ngôi trường rồi anh? Đến nay thì mình là trong 43 cái dự án như vậy á, là mình có được 38 trường. 38 trường, mình có 5 cây cầu nữa thưa chị. Vâng thưa quý vị, và Vân Anh cũng được biết là anh Jimmy Thái không những là làm những công tác bác ái, những công tác thiện nguyện đó để giúp đỡ cho những trẻ em kém may mắn tại Việt Nam, mà anh còn giáo dục hướng dẫn cho các em để các em có được một cái khả năng về lãnh đạo. Sau này các em sẽ giúp cho chính cá nhân của các em cũng như là giúp cho xã hội phải không anh? Đó là một cái điều mà anh thấy rất là quan trọng. Tại vì chị nói rất là đúng, không những là mình chỉ tạo điều kiện cho tất cả các em nhỏ ở Việt Nam có phương tiện để học hành, hay là có một cái cầu rất là an toàn để các em đi qua để không bị té sông té nước mà chết, nhưng mình vẫn còn đào tạo tất cả những cái thế hệ trẻ, tại mình nghĩ là thế hệ trẻ tương lai rất là quan trọng. Thì mình vẫn còn đi nói chuyện cho những cái trường đại học lớn của Việt Nam, rồi mình có thể tạo ra những cái khóa dạy học để mình đào tạo về cái nghệ thuật lãnh đạo hay là nghệ thuật quản lý, và tất cả những cái khóa học đó thì được các bạn hưởng rất nhiều. Mà một điều mình rất là muốn chia sẻ với chị Phương Anh, tại vì mình biết chị Phương Anh là cựu sinh viên của trường đại học Central State. Thì tháng 6 vừa rồi á, mình làm việc với một cái ông viện trưởng của trường đại học San Diego State để mình mời cái sự hợp tác của trường đại học San Diego State với một cái trường đại học Nam Định điều dưỡng chuyên đào tạo tất cả những người về y tá đó, để tạo ra cái sự quan hệ giữa hai cái trường đại học, và đó là một trong những điều mà mình cảm thấy rất là tự hào. Vâng, rất là hay thưa quý vị. Và thưa anh, ngày hôm nay thì quý vị còn nhớ là ngoài việc xây những ngôi trường tại Việt Nam, cầu của Việt Nam, thì mỗi năm hình như là 2 lần phải không anh? Tại San Diego chúng ta thì anh Jimmy Thái đều tổ chức một cái buổi gọi là walk for mọi người cùng đi bộ với nhau để mà gây quỹ, cùng tiếp tay với anh Jimmy Thái để mà giúp cho hội thiện nguyện Build a School Foundation càng ngày càng làm nhiều được những xây nhiều ngôi trường, xây nhiều cái cầu hơn để giúp cho các em ở Việt Nam. Thưa anh, năm nay thì tại San Diego của chúng ta cũng có nữa phải không anh? Đúng rồi, thường cái walk của mình là vào tháng 5. Bây giờ mình chỉ tập trung được một năm mình làm một cái, tại vì còn tất cả những cái địa điểm khác như là bên Houston, bên Washington DC, bên Sydney mình vẫn phải làm những cái tổ chức, ngay cả Việt Nam rồi chị, mình cũng phải tổ chức những cái sự kiện bên đó. Nhưng mà tới tháng 5 năm 2019 thì mình sẽ tổ chức cái buổi đi bộ lần thứ 5, và hy vọng là mình sẽ có cơ hội mình quay lại VNTV để nói thêm về vấn đề đó. Vâng thưa quý vị, thì ngày hôm nay Vân Anh cũng đang rất là excited, rất là vui để cùng với anh Jimmy Thái chia sẻ với quý vị về những cái công tác sắp tới của hội Build a School Foundation, và đặc biệt là sẽ mời anh Jimmy Thái chia sẻ với quý vị một cái tin vui đến với chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Thứ hai này tới mình sẽ tổ chức của mình sẽ đại diện tới một cái trường Francis Parker, là một cái tiểu học ở đây thôi, Vì có một cậu bé Mỹ, cậu bé đó tên là Leo Anderson, cậu mới có 8 tuổi thôi, nhưng mà cậu đã đạp xe đạp trên 120 dặm Anh, tức là gần 200 cây số. Cậu đã đạp cả một cái mùa hè như vậy, cậu đạp trên gần được 200 cây số để mà cậu gây được 5.000 đô la để mà xây một cái trường cho tất cả trẻ em ở Việt Nam trong mùa hè năm tới. Thì đó là cái ngày thứ hai tới này là cái hội của mình sẽ tới để nhận cái check 5.000 từ cái cậu bé 8 tuổi này. Và đây là một cậu bé người Mỹ nhé, và mình sẽ có cơ hội mình chia sẻ những cái video clip mà mình đã có cơ hội mình phỏng vấn cái cậu bé này với tất cả quý vị, để thấy được là cái tình thương bác ái không chỉ là chỉ có người Việt đối với người Việt, mà khi mà mình làm một cái chuyện gì đó mà cái liên quan tới giáo dục và trẻ em thì ngay cả những trẻ em Mỹ người ta cũng cảm nhận được vấn đề đó. Và một cái điều mà mình cảm thấy rất là vui mừng là nếu mà một cái chuyện của cậu bé 8 tuổi này thành công, có rất là nhiều bạn của cậu bé cũng muốn được làm như vậy. Thì chỉ cần một người làm trước, và cái trường đó là một cái trường tư nữa, cho nên cha mẹ của mấy học sinh đã đóng rất là nhiều tiền cho con mình đi học, và mình hy vọng là mình sẽ được rất là nhiều sự hưởng ứng của tất cả những cha mẹ trong tương lai. Rất là hay thưa quý vị. Anh ơi, cái cơ duyên nào mà cậu bé này biết tới hội Build a School Foundation của chúng ta? Cái đó thì nói là cơ duyên cũng rất là đúng, tại vì thật ra là cái bố của cậu bé đó là làm việc chung với thành viên trong hội của mình, và khi người ta biết được cái hội của mình, người ta tham gia cái buổi đi bộ tháng 5 vừa rồi, và sau khi người ta tham gia cái buổi đi bộ tháng 5 vừa rồi thì cảm thấy là cái hội này rất là tốt, tạo điều kiện cho tất cả trẻ em từ nước Mỹ biết được cái sự khổ cực của trẻ em Việt Nam. Và cậu bé nói, cái người cha nói với cậu bé là con nghĩ là con thể giúp được những cái bé trẻ em như thế nào, thì cậu nói là con rất là thích đạp xe đạp, thì tại sao con không đạp xe đạp, và con sẽ tìm cách gây quỹ, con đạp xe đạp, con sẽ đi quyên tiền và con khuyến khích mọi người donate cho mỗi cái dặm mà con đạp như vậy. Thì cậu ta set một cái goal là cậu ta sẽ đạp 100 dặm Anh để mà cậu ta gây quỹ. Thì nó bắt đầu cái chuyện đơn giản là như vậy thôi. Vâng thưa quý vị, tưởng cũng nên nhắc lại thì anh Jimmy Thái, anh xuất thân là một nhà giáo phải không anh? Anh rất là thích dạy học, và anh là người coach. Anh có thể nhắc lại cái title của anh về cái coach như thế nào không anh? Dạ, cái coaching của mình thì chủ yếu là mình nói là không những tập cho các em giỏi về cái tài, mà mình tập về cái tâm nữa. Cho nên cái tiếng Anh mình gọi là cái passion meets compassion, tức là cái lòng đam mê nó phải có một cái lòng từ bi trong đó nữa. Tại vì nếu mình đam mê không á, mình không có một cái tâm thì có thể mình đam mê những cái chuyện sai trái thì nó cũng không có tốt lắm. Cho nên cái cách coaching của mình là tiếng Anh mình dùng là passion meets compassion, còn Việt Nam là cái lòng đam mê của mình phải có cái lòng từ bi. Và vừa rồi tháng 9 vừa rồi mình có tổ chức một cái buổi leo núi ở Vũng Tàu, tại đó là cơ hội mình làm việc ở Việt Nam. Tổ chức một buổi leo núi Vũng Tàu thì mình lấy 20 em leo lên núi để tạo cái điều kiện cho các em vượt qua cái ngại trong đầu là mình không thể là leo lên đỉnh núi được. Nhưng mà cái buổi chiều đó thì sau khi mình đã leo xuống núi rồi thì buổi chiều đó thì mình lại dẫn các em tới một cái cô nhi viện, để mà tất cả những cái tiền gì mình gây quỹ trong cái buổi làm việc buổi sáng thì mình cho vào cái cô nhi viện đó để mình xây dựng một cái bếp cho cô nhi viện ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đó là cái cách đào tạo của mình, tức là không những rèn luyện cho các em về cái tâm, là rèn luyện cho các em về cái tài, cái tánh của mấy em, và cái bên cạnh đó mình cũng tạo điều kiện cho các em làm những cái công tác xã hội. Vâng thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Có Biết của VNTV ngày hôm nay, và sự trình bày của anh Jimmy Thái. Anh là sáng lập viên và giám đốc điều hành của hội thiện nguyện Build a School Foundation, đã hoạt động suốt 3 năm vừa qua tại khắp nơi. Xin chúc mừng cho những thành quả của hội chúng ta. Và chúng tôi có cái website của anh cũng như là có Facebook ở trên màn ảnh để quý vị có thể vào thăm trang nhà Build a School Foundation để biết qua những cái sinh hoạt của hội, đồng thời góp một bàn tay cùng với hội để càng ngày chúng ta càng có những cái chương trình tốt đẹp hơn cho các em. Dạ, cảm ơn chị Vân rất là nhiều, và một lần nữa Jimmy Thái xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài VNTV, và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần tới. Xin kính chào quý vị.